Mấy kè là bữa nay là ở trên Đắk Lắk là người ta không cho sử dụng, chở ra đường. Bán không? Không biết. Bán mình mua ấy. Bán mua. Bán xong mình chở về. Nếu cho chở về mình bỏ xe tải chở về. Bán rỉ con còn đẩy mua cho rỉ. Rỉ là bao nhiêu? Ở, nếu không cho chạy ra ra phố thôi chứ. Chứ còn mà chạy trên bình thường trong núi là được. Bị hôm y như cọc cạch ba con mới chạy đấy. Chiếc này chạy rừng rú lắm. Bị hôm mấy loại đây không có trên đấy không chứ với mình là phải có. Đi đồ bài bản không? Đứng như vị trí cũ cũng được rồi. Chi đề bài bản ấy ta. Để cái gì không để thôi cho bạn vậy. Chù xưa ba không làm cục chế độ cạch mỗi lần đi quay sao mà quay. Xì khói luôn. Anh về kia không quay ông nấu anh rủ má, anh kêu má ra quay má ai ai là chồng anh quay ông nấu kêu mình nữa ba người ném tay quay quay. Quay nhiều nó không ngược cái quay lại nó tái ghế mỏ luôn á. Ba nó ông nào rớt cậu cái gì vậy? Hả? Rớt vào đầu cá đi em đụng. À, ông nào vậy? Nếp cầu quá. À, ba dẫn đây, ba nó ba dẫn gì em? Nếp cầu yện vô bên trước á. Nó chưa nó mắc cái gì không biết không? Hồi nó mắc cái này mới vô lý này. Là tối ngủ ấy, sáng ra nó mất cái trục mà nghe lát xi ở trong nghe trục ngay đây này mà nó mửa mà không biết luôn á. Tối ngủ sáng ra nhìn thấy trong lỏng. Hồi đáng qua anh Chi chạy cho bốn Vinh đấy chứ. Bật khó rồi, bài bản số má đường hoàng. Cái kì mà. Hàng Nhật Bản. Không, cái chiếc đây gần cái mỡ lớn ở nhà. Chúng kêu vũ chứ sao ờ bà nói bật thiệt cái gì giờ là bây giờ tháo cái trục ra bỏ thùng lại chạy xe đi về à chạy đâu vậy không. À, bỏ thùng phải kê cái đây lại. Ở nhà cũng còn mấy thùng rồi nữa chứ. Cái thùng đây là ở miền Tây với ở mấy vùng khác là để tứ nước á. Tứ phân. Đúng rồi. Tứ phân. Phun thuốc sâu. Phun thuốc sâu. Phun tứ phân. Đi đâm chết.